公婆姑姑今天我们跟奶奶一起到菜园来摘玉米。你说什么呢？馒头。馒头。用身体让馒头把脑浆要追。 我们去，谁干？快去背去！我买很多。那称我好，不是？嗯，不然抢。帮等我一下。啊？放等我一下。称我好。啊！我的衣服，好了，加油！哎，好，搬着你。你背啊？手得打的。 那肯定是个拿，现在肯定是个拿，千万不给打。那是叫，人家给他做的啥？他要做啥子？给他查了，现在说要安全，要是交给，面子从那个丢掉，也得进那么嘛那个。也得去，怎么说？我这里去，我是我给不占那个这个事，那个想给么子不是给不占的。这才要搞闹哎！ 这个，哎，这个，包的，哎，这个。
trơn đó cô chú. Hai bắp bỏ vô bao xong, cái xe bắp cũng chặt hết trơn này. Giờ ông bà hạ cột lên. Ông chở về nhà. Thì ông nội khiêng ra xe hết, đi với bà nội không có khiêng, thời gian bỏ lên xe chưa chở về. Ông nói nặng lắm là không nổi đâu, để ông làm cho. Bà nội đi nãy quên lấy cái cây gậy, giờ vô kiếm lấy ra. Đi hai mà thấy gì ở phía trước đó có đào trái nhỏ nhỏ nhất luôn, vậy đi với dân xanh đi coi chú sư bà. Đây nhóc hết trơn rồi chú, có cái loại này trái nhỏ nhỏ mà trái nó không có bự. Nhóc hết trơn, trái nhỏ nhỏ vậy không à. Cái này mọc xuống mọc dại, không có phân thuốc gì á. Nó hư hết trơn à. Đây nè, cho nên nó bị thâm kim, nó bị tét hết trơn. Trái nó bị hư hết rồi. Tét rất là nhiều. Sư xanh thì mệt hả. Thằng heo xanh này nó tới cái này để nhìn. Giờ dài cho nhóc luôn, bởi vì ăn không được, bữa bụng nhóc hết trơn, không có ai hái, không ai lụm về ăn hết trơn. Đây là nó bụng nhóc hết trơn nè cô chú, mà chua chát nữa, đâu có ai ăn đâu. Phải thứ đầu lông mà cháy bự bự ăn được, cái này ăn không được. Nhóc hết trơn, dài dài đây, nhóc hết trơn luôn. Giờ bà nội bé rồi, ngồi lột cái nào mà bị sâu nhiều quá thì lột hết vỏ ra, phơi dẫn tách hạt. Còn trái nào mà nguyên á, thì cột lại như vậy để treo lên, để phơi cho thì khô. Bà nội nó cột treo như vậy thì khỏi mất công, bữa nào cũng lấy ra lấy vô. Hồi đem lên trên gác trên kia để phơi, chừ nào thì khô rồi mới lấy xuống tách hạt luôn. Sâu nhóc hết trơn. Cái trái này có trái đó cô chú, nó ăn hết trơn, còn cái cùi không à. Sao
thành cái phần này. Mình có ý đi phải chưa nhìn 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 chị 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 gỗ bia cái chân phá thế cái mỏ này ngay à chị kiến à con nhìn nhàng cái đèn to xe với lại hoa hai chữ là phải dùng nè cô chú à chị miên thủ要是嘴巴要是眼泪叫你不要他就是你那个卤蛋好像我就点下了啊好吧这个我好多的那这个我就是故意做的我点了点的没的没有加哪个就这世界的时候给什么狗玩你来会过的人将手接的我可以接nó cỡ chừng 20 hạt quả em mới vô quả sổ thế rất chậm hồi bữa hổm đi vườn nho về thấy ham á cái ghi đi lên trên mạng đặt mua mấy cây nho bữa nay tới rồi cái này có hai loại cái loại thân to này á là nho loại trái xanh còn cái cây nhỏ này nè là trái đỏ chị mua 6 cây là 60 tệ có khoảng 200.000 tiền Việt của mình nè do mua ở trên mạng thì thường thường người ta gửi 3 ngày mới tới hay là trời nắng nữa thêm trời nắng nữa lá nó bị héo héo hết trơn rồi chị cũng mới đổ nước ngày mai đem đi trồng đem ra đằng trước trồng 2 cây đi còn nhiêu đem ra gãy trồng chứ nên thì sợ hỏi tiền là mày ừ, đi đi.
如果不好一点了，要去医院看一下，看有什么病吗？如果明天还痒还不好了，要去看呢、啊？有点痒，有点痛是吧？有个药了没？không biết nó bị gì mà tái nổi nhóc trơn luôn mà chú, cho nó uống thuốc xúc thuốc rồi bữa nay nó còn hơi ngứa ngứa. Nếu mà mơi mà còn nữa đi bệnh viện khám. Hỏi thêm một cái gì siêu hỏa sĩ chia chia cho mọi người đi lại. Nè, thằng này. Đi đi vào. Nè, nó tay nó bị gì đó cô chú? Hôm qua đi mua thuốc, người ta nói nó bị ngứa, người ta cho nó uống thuốc với sức thuốc. Bữa nay nó còn hơi ngứa ngứa, nó đau đau, nổi cái hộp hộp vậy. Đó, nó nhóc chưa? Chị thêm nè. Nhàn thêm. Nhàn thêm nè. Cái bị này 2 ngày. Họ lấy tiền. Giao xa giao. Chỉ số căng chín là xa. Rồi còn miễn thêm, hấu thêm, của họ là si dên khăn hả? Giờ anh sỏi đi rồi bụng hiu rồi cô chú. Sao bắn còn cha, mấy giờ cha lì không ngủ đẹp quá. Để thay cha lì xuống hoa. Mấy giờ thay cha lì, mấy giờ vẫn ngồi ảnh xuống hoa nè. Tối ông bà nội cũng không lại nữa cô chú. Xin lỗi, con chào ông bà cô chú đi. Con chào ông bà cô chú. Cảm ơn. Cảm ơn ông bà cô chú. 谢谢大家看我的视频，谢谢大家，拜拜。